tờ Bulgarian Military mới đây cho biết, hoạt động của hàng chục chiến đấu cơ F-35 theo hướng xanh Petersburg của Nga đột ngột bị gián đoạn. Lực lượng vũ trang NATO đang tiến hành cuộc tập trận trên không lớn nhất lịch sử mang tên Arctic Challenge 23, nổi bật bởi quy mô đổ sộ và địa lý trải dài. Theo giới chuyên gia, khoảnh khắc gây tò mò nhất của cuộc tập trận là việc hàng chục chiến đấu cơ F-35 tiếp cận thành phố lớn thứ hai của Nga, Saint Petersburg. Các nhà quan sát của ấn phẩm Bulgarian Military cho biết, hàng chục chiếc F-35 của Mỹ khi đang bay về phía xanh Petersburg đã phải quay đầu lại khi cách không phận Nga vài km. Các máy bay chiến đấu của Liên minh Thuân sự NATO cũng đã bay qua vùng biển Baltic, Thụy Điển, Phần Lan và một vài khu vực khác.